Kết quả khảo sát 500 doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện liên quan đến chi phí kinh doanh năm 2018 cho thấy doanh nghiệp vẫn phải tốn kém nhiều khoản chi phí không chính thức khi thực hiện các thủ tục hành chính đúng pháp luật. Và Bộ Công Thương đang là nơi doanh nghiệp phản ánh có nhiều chi phí không chính thức nhất. Theo khảo sát, các doanh nghiệp cho biết các thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại các bộ ngành có chi phí ngoài quy định cao. Với tỷ lệ 50,9% số doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí ngoài quy định, Bộ Công Thương trở thành bộ máy đứng đầu bảng về những chi phí không chính thức. Chi phí không chính thức ở trong liên quan đến Bộ Công Thương mà nhiều thì rõ ràng là chúng ta đang làm trì trệ lại cái nền kinh tế. Tại vì nên Bộ Công Thương là cái chỗ mà thật sự là cái đầu não của cái bộ máy để phát triển. Mà trong cái bộ máy đó, nếu mà có những cái vấn đề về tham nhũng, có những cái vấn đề mà chi phí ở ngoài luồng mà vẫn còn tồn tại, thì đây là một cái điều có lẽ chúng ta phải rất quan tâm. Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, có 15% doanh nghiệp khẳng định sẽ bị phân biệt đối xử nếu không trả chi phí chính thức ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Đây chính là kẽ hở cho những bất cập. Anh cần được nhanh các thủ tục thì chắc chắn anh phải chịu các cái chi phí. Thì tôi nghĩ đây là một cái kẽ hở về mặt các công tác, về mặt quản lý, về mặt giám sát từ các cái ngành, đặc biệt là ngành công thương, đã giúp cho cái việc này nó được cái sự tồn tại trong một thời gian dài. Hiện nay có hai nút thắt rất quan trọng của môi trường kinh doanh, đó là điều kiện kinh doanh và quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành qua biên giới. Cả hai điểm nghẽn này đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Vẫn còn những cái quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành là không phù hợp và thiếu rõ ràng, và chính cái sự không phù hợp và cái thiếu minh bạch trong các quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành xuyên biên giới thì chính là cái cơ hội, là cái mảnh đất để có thể phát sinh những cái tiêu cực, nhũng nhiễu và cái chi phí không chính thức. Các khoản chi không chính thức ước chiếm từ 7-10% lợi nhuận của doanh nghiệp. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, Bộ Công Thương là bộ quản lý đa ngành nghề, là cơ quan đầu não của chính phủ, có tác động lớn nhất đến nền kinh tế cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp. Vì thế những bất cập trong chi phí bôi trơn cần được giám sát một cách nghiêm túc.